Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Chelsea với AC Milan 2 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2022, UEFA Champions League 2022-23. Sau thất bại gây sốc trước Dinamo Zagreb trong ngày ra quân tại Champions League, ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel để bổ nhiệm Graham Potter. Là kiến trúc sư nâng tầm và giúp Brighton góp mặt trong top 4 ngoại hạng Anh mùa này, nhưng chiến lược gia người Anh vẫn chưa thể tạo ra dấu ấn quá lớn tại câu lạc bộ mới. Sau khi để RB Salzburg cầm hòa 1-1 ngay tại Stamford Bridge, Chelsea của Graham Potter đã phải rất chật vật mới có thể lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số xích sao 1-2. Chiến thắng trong trận derby London có thể mang đến sự tự tin nhất định cho Mason Mount cùng các đồng đội, nhưng có lẽ chưa phải hành trang đủ vững vàng để họ hướng tới 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ sừng sỏ như AC Milan. Trên thực tế, lối chơi mà Chelsea đã thể hiện trong 2 trận được dẫn dắt bởi Graham Potter là không thực sự thuyết phục. Trước RB Salzburg, Chelsea kiểm soát bóng 69%, tung ra tới 16 pha dứt điểm nhiều gấp 4 lần đối thủ nhưng hiệu quả lại không cao, với chỉ 4 lần bóng đi trúng đích. Trong trận derby thủ đô, The Blues tiếp tục vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng 64% và có số cú sút gần gấp đôi Crystal Palace 13-7. Nhưng rốt cuộc đã phải nhờ đến hai khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Aubameyang và Conor Gallagher mới được hưởng niềm vui trọn vẹn. Nhìn chung, nhà vô địch Champions League mùa giải 2020-21 vẫn tỏ ra bế tắc ở mặt trận tấn công và mong manh trong khâu phòng ngự. Ngay cả khi có điểm tựa Stamford Bridge, chưa chắc đại diện của xứ sở sương mù đã khắc phục được AC Milan. Viễn cảnh mất điểm của Chelsea càng trở nên rõ ràng hơn bởi AC Milan đang duy trì được phong độ rất ổn định. Trước cuộc viếng thăm Stamford Bridge, AC Milan đã lên dây cót tinh thần bằng chiến thắng nghẹt thở trong những phút bù giờ trước Empoli. Tính rộng ra, nhà đương kim vô địch Serie A đã chỉ thua đúng một trận sau 13 lần ra sân gần nhất. Khách quan mà nói, có thể phần nào cảm thông cho thất bại duy nhất của Rossoneri nếu biết rằng họ phải giáp mặt một Napoli đang tụt đỉnh thăng hoa. Trong bối cảnh đội bóng cũ Chelsea vẫn đang cố gắng để thích nghi với huấn luyện viên mới, Olivier Giroud cùng các đồng đội tại AC Milan hoàn toàn sáng cửa có điểm rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, ở kèo châu Á Chelsea chấp 0.75 anh em cân nhắc kèo trên, chốt kèo châu Á Chelsea chấp 0.75 full time. Trong chuyến đi lần này, AC Milan phải chịu tổn thất rất lớn về mặt lực lượng, đặc biệt là ở hàng thủ. Nếu như theo Hernandez, Mike Maignan, Alessandro Florenzi vẫn đang trong quá trình dưỡng thương, thì mới đây David Calabria và Simon Kjaer đã phải rời sân sớm trong trận thắng Empoli. Ở chiều ngược lại, dù không có nhiều ca chấn thương như đội khách, nhưng Chelsea cũng phải lo sốt vó khi Jorginho tập tĩnh rời sân sớm trong trận derby London với Crystal Palace. Với việc Kante vẫn chưa đảm bảo thể lực để trở lại đội hình xuất phát, trọng trách gánh vác tuyến giữa của Chelsea gần như sẽ đổ dồn lên đôi chân của Mateo Kovacic, gương mặt chỉ thi đấu ở mức tròn vai kể từ đầu mùa. Vốn đã thi đấu thiếu thuyết phục này lại mất đi những chi tiết quan trọng nhất cho bộ máy vận hành. E rằng The Blues khó lòng mang đến một màn trình diễn đủ để đánh bại những vị khách tới từ Italia. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà sẽ giúp các cầu thủ Chelsea tự tin hơn với kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Chelsea thắng, làm khách tại Stamford Bridge cùng đội hình chấp vá sẽ là rất mạo hiểm nếu AC Milan chơi sòng phẳng cùng Chelsea. Khi mà AC Milan chủ trương thi đấu cẩn trọng, còn hàng công của Chelsea lại thiếu đi sự bùng nổ, nhiều khả năng khán giả sẽ phải chứng kiến một trận cầu chặt chẽ. Cả hai trận tại Champions League mùa này của Chelsea đều không vượt mức 2 bàn trận. Tuy nhiên, với việc đang xếp ở cuối bảng E, do đó khả năng cao Chelsea sẽ chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Chelsea chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Chelsea thắng. Kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Chelsea 3 AC Milan 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.